Em biết sao tối nay mà nó nuốt sống dữ vậy em biết nữa. Cái mạng nó cứ rớt hoài, rớt lập đập luôn ạ. Tối nay bị nuốt sống hay sao mà. Mọi người vào lại nha. Sư huynh Mã Đáo ơi. Tối nay em nói về thầy tà ông thầy thông dâm. Sáng nay sau khi em xem cái livestream của ông ta á thì em thấy là ông đã kêu gọi người dân biểu tình. Ôi bị rồi. Hello, nghe lại chưa? Dạ, nghe. Rồi, chào Tuấn ca trưởng, chào Vinh Đỗ, chào tất cả các anh chị em. Dạ. Trời ơi là trời. Như cái vía của tôi nặng quá, cho lên lên cái diễn dạ, đàn dạ. của Ngọc Long nó bị tụt tụt tụt. Tháng 7 em cũng sao còn là dư âm lại. Rồi rớt nữa. Tháng 7 em cúng em tiễn dâu. Hồi nãy giờ em livestream 3 lần á, nó đều rớt mạng hết mọi người. Em hy vọng cái livestream này thì ok. Bây giờ bên em không có rớt, về bên Mã Đáo à, anh Mã Đáo rớt mạng. Đó, coi như là hợp tác không vui vẻ rồi. Ta hết tháng 3, tháng 7 rồi, người ta tiễn dông đi không chịu, để chi dư âm còn lại. Chào Tuấn Hà trưởng, chào Vinh Đỗ, chào chị Tuyết Nhung Phan. Chào mọi người. Thì hồi nãy em có làm livestream em nói về cái tụi dân chủ cuội Ba Que xuyên tạc á. Nó nói là các em học sinh vừa qua ở Nghệ An á, là cách đây mấy ngày đó, đồng loạt nghỉ học. Đồng loạt nghỉ học để mà phản đối về sách giáo khoa. Thì em cũng nói rõ ở đây không hề có chuyện đó. Có chăng các cháu nghỉ hồi tháng 5 là do cha mẹ và nhà trường về vấn đề học phí của các cháu. Đó, là các cháu có nghỉ học thôi, nhưng mà sau khi nghỉ hè, vô hè và vào năm học mới thì các cháu cũng đã đến trường bình thường, vẫn học bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho nên em muốn làm cái like này á để mà nói cho tất cả mọi người biết cái sự việc mấy ngày nay mà họ đồn thổi á, cái hội Ba Que mà nó xuyên tạc á, thì không hề có. Không hề có các cháu ở Nghệ An nghỉ học nha, cái chuyện này không hề có chuyện này. Đó. Các cháu vào năm học các cháu vẫn đi học bình thường. Vẫn đến trường, vẫn đến lớp, vẫn đi học bình thường. Và cái sau đây là em gửi đến cho ông sư ha, ông sư mà mượn áo cà sa ở hải ngoại thông dâm. Ổng tên là Thông Dâm, ổng tên là Thông Lai, nhưng mà hôm nay là tháng 7 vừa qua em cúng cơm em đổi tên là Thông Dâm đó. Rồi em cũng gửi cho tới ổng ha, đã khoác áo nhà sư thì không nói gì chính trị. Bất cứ đạo nào cũng vậy, đạo tôn giáo hay là đạo Phật cũng vậy. Khi mà khoác lên chiếc áo đó, chúng ta chỉ dạy cho Phật tử chúng ta đường chính nên đi, đường tà nên bỏ. Chứ không phải mà khoác chiếc áo đó lên rồi, rồi ông kêu người ta xuống đường biểu tình, làm khổ dân chúng. Đức Phật của chúng ta từ bi, hỷ xả, độ lượng, khoan dung. Chứ không phải như quỷ sa tăng, quỷ ma như ông ha. Ông tàn ác không vô nhân đạo vừa thôi chứ hả? Bản thân ông xúi người ta, sao ông về Việt Nam ông xuống đường đi? Ông xúi biểu người ta xuống đường, ông làm khổ cho người ta.
Bởi người ta nói con đường rộng mở á, không chịu đi. Địa ngục là không lối là ông muốn vào. Nếu mình đã nắm được cái về vấn đề đạo Phật, mình là một người sư thầy, mình dẫn dắt Phật tử, mình làm cho đúng lễ nghi, lễ nghĩa, đạo đời. Chứ không phải mở bên á, ông mở bên cái Cali Phật của ông á ha, rồi ông sủa về, sủa còn hơn chó sủa nữa. Khốn nạn. Ông bản lãnh thì ông cứ cao, coi như là ông cởi cái áo thầy tu ông ra. Ông hãy nói chuyện gì chính trị. Chứ bất cứ đạo tôn giáo hay đạo Phật, đạo nào cũng vậy á. Các sư thầy, các linh mục, không ai chấp nhận á. Không ai ba hả chấp nhận mà. Coi như họ bên hội Phật giáo nha, bên bề trên cũng vậy, cha bề trên không chấp nhận và không bao giờ để cho các sư thầy và các linh mục xen vào chuyện chính trị. Cái đó không phải là chuyện của các ông. Còn ông thông dâm, ông bản lãnh á, ông đi về cái đất nước Việt Nam nè, ông xuống đường biểu tình hả? Ông xuống đường biểu tình nè, sao ông xúi người ta? Xúi người ta vô vô à, hả, con đường tội lỗi rồi xúi người ta vô dướng nhà tù tội. Từ bi ông nằm ở đâu? Chào anh Trần Toản, hôm nay sao cái mạng em nó rớt hoài anh ơi, chó nó táp nó nuốt riết à. Có nhiều mạng rồi nó nuốt hoài à, cho nên em rớt mạng suốt thôi. Em like kỳ này mà không được nữa thôi à, em cũng bức xúc. Đã mình là giá hả sư thì tất nhiên dẫn dắt Phật tử mình vào con đường chính đạo. Đường chính không đi hả, dẫn người ta vô con đường tù tội, khốn nạn vô nhân đạo chưa hả? Ông cởi cái áo cà sa ông ra, ông bước về Việt Nam nè. Đó, cổng sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng hả, mở rộng hết, đâu có cấm cản bất cứ người nào về nước đâu hả. Thằng Tân Thái á, thằng Benny Nguyễn nó xạo lồn, nó nói là Việt Nam cấm nó. Ai cấm nó? Chẳng qua nó chửi quá rồi nó sợ nó không dám về. Chửi quá đi, nó chửi quá rồi bắt đầu con người ta có tịch là rụt rịch, cho nên nó nghe vậy nó sợ quá nó không dám về thôi. Nó không nói cái tụi này, nếu mà nó sợ pháp luật là một thôi, nhưng mà người dân nó Việt Nam á, họ thấy mặt họ đè đập cũng chết. Tôi nói thiệt, tôi tuyên bố thẳng luôn, tôi mà gặp bao que ở đâu cũng vậy đó, tôi đập trước rồi ha, tôi quất vô cái mỏ nó, cái mỏ nó mặt hơn, nó bự hơn cái mặt nó, rồi xong rồi tôi gửi cho cơ quan chức năng, rồi từ họ tùy họ xử lý. Không có ai mà như cái ông này hết trơn á. Đó, chứ mấy ngày nay vừa rồi đó, họ hả lên hô hào nói là hả học sinh ở Nghệ An tất cả đều đồng loạt cái hả phản đối về cải cách sách giáo khoa, nghỉ học không đi học. Thực sự không hề có chuyện này, không hề có chuyện này, không hề mà các cháu nghỉ học mà về vấn đề ảnh hưởng tới sách giáo khoa mà ảnh hưởng các cháu nghỉ học cả. Toàn là một lũ bịa đặt xuyên tạc. Em mời ma đáo lên nãy giờ hai lần rồi, mạng anh không rớt thì mạng em rớt. Cuối tháng 7 rồi anh không cúng tiễn dông đi, để dông nhiều quá, có nhiều sống nó táp hết trơn đó. Nó bịa đặt, nó xuyên tạc. Mở miệng ra cái tôi không về nước Việt Nam, Việt Nam cho tôi về. Ê cái thằng hả, thằng một mắt ha, thằng một mắt với cái thằng què giò, hai thằng mày á, thằng thọt thằng đuôi đó, ai không cho tụi bay về nước Việt Nam? Chẳng qua tụi bay chửi quá, tụi bay xuyên tạc, tụi bay xạo láo quá, tụi bay sợ mà hả lủi cái đầu tụi bay về tới nước Việt Nam nè ha. Luật pháp người ta chưa bắt tụi bay đâu, dân nó đè đập tụi bay, cái mỏ nó bự hơn cái mồm luôn.
cái mỏ tụi bay á, cái mỏ tụi bay á nó còn bự hơn cái mặt của tụi bay nữa. Yêu quê hương, yêu đất nước của mình thì mình phải như thế nào hả? Một thằng á thì kêu á là hả, đổ xăng lên người đốt đi. Nói thật luôn, tôn trọng tụi bay. Cái live stream trước á, tao còn kêu tiếng bằng anh. Còn sau mấy ngày nay tao thấy tụi bay live stream á, tụi bay đéo là cái gì hết. Để mà tao chơi, tụi bay không đủ tư cách để tao kêu tiếng bằng anh đâu. Nói thẳng với tụi mày luôn. Bao que là mày tao ghê, dễ xử. Ngồi mà khóc hu hu như chó chu nhà vậy. Mày mở miệng ra mày nói hả, à nước ta muốn về lắm mà về nước Việt Nam cho tao về, ai cho mày về? Sân bay đâu có cấm người đi về về nước đâu, sân bay có cấm. Tao đi đi về về đây nè ha, rồi tất cả mọi người ai cũng đi đi về về, có ai bị cái gì đâu. Còn mày, tại mày có tịch thì mày rụt rịch thôi. Tân Thái, mày có tịch là mày rụt rịch á. Trời ơi, mày làm như là mày là cái gì vậy? Cấm mày, không ai cấm mày á. Mà sợ mày không có bản lãnh để bước chân về tới sân bay Việt Nam thôi. Không dám bước chân về tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Dạ, ai lên thì em mời lên ạ. Bởi vì người ta nói cũng đúng đó. Nhất chột nhì què đó. Cha mẹ nó đẻ ra hả, cha mày á thiệt á cũng tội cho cha mày, nói ra thì tội cha mẹ mày, đẻ thằng con bất hiếu ha, bất nhân và bất nghĩa luôn. Để người ta mỗi lần mà người ta hả kêu ra là người ta kêu tới cha mẹ mày chửi lên không à. Tụi mày già lớn rồi mà tụi mày ngu lắm, đầu óc tụi bay toàn là đậu hũ không à. Cái miệng mình ăn cơm trắng cá tươi mà hả, chứ không phải miệng mình ăn cái gì tầm bậy tầm bạ đâu. Mà mở miệng ra thúi hơn cứt nữa. Mày cứ việc về, cứ việc về cái đất nước Việt Nam luôn, mở rộng cửa đón. Khải Định lên hả? Em mời lên nha. Lên không? Lên ok đi, để em mời lên. Em nghe cái vấn đề mà hả, nó nói về vấn đề mấy đứa trẻ ở Nghệ An em bức xúc vô cùng luôn. Em bức xúc lắm cho nên em mới làm cái live stream này. Trước nhất á, là em thông báo cho tất cả các anh chị em trong và ngoài nước và mọi người biết vấn đề vừa qua mấy ngày nay tụi nó xuyên tạc nói là các cháu ở Nghệ An. Nói là các cháu ở Nghệ An á, đồng loạt nghỉ học. Thực ra không hề có chuyện này nghe mọi người. Không hề có, các cháu vẫn đi học bình thường. Không hề có cái vấn đề mà nghỉ học đâu. Có chăng là cái tụi nó đó ha, xuyên tạc. Không hề có cái chuyện mà các cháu nghỉ học cả. Có hồi tháng 5. Nhưng mà sau khi hè các cháu vô trường khai giảng đồ vẫn bình thường. Rồi em thông báo đây là lần cuối cùng rồi à. Ok, em mời anh Khải Định lên nha. Ủa sao anh không gửi qua, không gửi cái lời mời qua? Anh bấm vô, anh bấm vô cái chỗ mời á. Ở đây em không nhận được đây. Em không nhận được. Ờ à, vậy là anh Khải Định chưa kết bạn rồi. Chưa kết bạn cho nên em không mời lên được. Dạ đúng rồi anh Ngọc Nguyễn. Bây giờ tụi nó đang ganh tị à, tụi nó đang tức tối về vấn đề mà đất nước ta một phát triển. Nên tụi nó không biết cái gì ngoài cái sủa ngày sủa đêm đó.
nó chu nó chéo ngày đêm, dù cho bản thân nó thừa biết những cái việc nó làm không có khả quan, không được, nên nó kêu gọi, nó mượn tay những người dân, nó không trực tiếp nhưng nó sẽ gián tiếp, nó làm những cái như thế này. Dạ anh Mã Đáo ơi, anh Khải Định chưa kết bạn cho nên không có mời lên được. Thôi để em tập trung vào chuyên môn em nói chút xíu, rồi anh chị em nào lên thì cứ gì cỡ lên mời qua rồi em mời lên, chúng ta cùng nhau góp ý để mà nói về cái thằng chột với thằng què, hai thằng này nè, cái thằng mà có bỏ cá tra mà cái mặt cá dồ đó đó ha. Mày chẳng qua là mày á ganh tị, mày ganh tị với đất nước của Việt Nam ngày một phát triển mà bản thân tụi mày không thể không dám về đất nước Việt Nam đó, bản thân tụi mày không dám về đất nước Việt Nam nên mày ngồi ở bên đó mày chu mày chéo. Em đang live stream, em không thể nào kết bạn được. Em đang live stream, em đâu có ấy, là vậy em lại tắt live stream. Mày ganh tị cái đất nước ngày một phát triển, mày ganh tị với đời sống người dân bây giờ á hả, người ta mà vui vẻ ấm no vậy. Mày biết mà mày mở miệng ra mày nói á, cộng sản tối ngày ăn với nhậu, tụi tao cũng làm chết mẹ tụi tao luôn, nhưng mà ngoài giờ tụi tao làm, tụi tao có thời gian, tụi tao vui chơi. Chứ không phải như cái lũ mày ha, làm ngày không đủ tranh thủ luôn làm đêm. Đó. Bởi vì cái đời sống của tụi mày trên đó nó quá cao. Nước phát triển thì nó phải quá cao thôi, đời sống nó quá cao ha, mua sắm vật dụng hoặc bất cứ cái gì nó cũng cao hết, cho nên cái đồng lương của tụi mày á, tụi mày có thể ở bên đó tụi bay chu chéo về thôi. Còn cái đất nước Việt Nam chúng tao á, nói thẳng với mày luôn thằng chột, thằng một mắt ha, chúng tao làm tay làm hàm nhai, nhưng mà thời gian chúng tao còn lại chúng ta ăn, chúng tao chơi, chúng tao đi du lịch. Đó là người dân Việt Nam chúng tao. Mày ganh tị mày tức hả? Mày tức mày là không được như tụi tao hả? Hả mày lên mày sủa, mày kêu người ta biểu tình, mày làm khổ người dân. Nè cái đầu nha, tôi nói những người mà xuống đường biểu tình mà nghe lời những thằng chó chết này nè, mấy cái thằng âm binh hột chịch lộn này nè ha, là những người này nè, cái đầu họ để trên cổ để làm kiểu thôi. Cái đầu các chị chỉ để làm kiểu, chứ cái đầu các chị không có biết nhận thức. Bởi vì á, nó kêu các chị xuống đường là các chị xuống, mà nó kêu các chị ăn cứt các chị cũng ăn luôn. Bởi vì nó ăn cứt không, nó đâu ăn cơm. Cho nên nơi á, mà quê cha đất mẹ nó đó, đó, quê cha đất mẹ của nó mà nó còn xiên còn xỏ, nó còn chửi như vậy. Những kẻ trung không á, coi như là những kẻ phản bội tổ quốc. Nó không trung thành với tổ quốc nó thì nó trung thành được với ai? Vậy mà các vị nghe lời, các chị xuống đường, giờ xuống đường vui không? Vui quá trời, có áo số nè, có trà nè, ha, đi du lịch dài hạn miễn phí nè. Em chào anh Quốc Dũng, chào anh Hữu Quang. Rất là vui vẻ, mình được đi du lịch, đó, được đi du lịch miễn phí nè, có áo số mặc nè, thấy không? Mình không phải mà nặng đầu óc mà cơm áo gạo tiền vô chổng là có cơm sẵn luôn, nhà nước nuôi. Cho nên á hả, các vị cứ thay phiên nhau mà xuống đường biểu tình. Trong khi đó nếu mà mấy cái thằng này nè, thằng chột cái thằng què này, hai thằng nó có bản lãnh nó đã làm rồi ha, nó có bản lãnh nó đã về đất nước Việt Nam nó làm thì nó không bao giờ nó suối đã, mà nó không có dám về nó làm nó suối. Đó, các chị thấy không? Không có cái dạy nào bằng cái dạy này hết trơn. Cái đầu của mình để trên cổ, mình để không phải là để, mình phải có cái tư duy, mình biết suy nghĩ rồi nhờ nhận tất cả hành động và cái việc làm của mình. Như hai thằng nó đó, những kẻ phản bội tổ quốc đó, những kẻ mà phản bội tổ quốc của quê hương của mình, những kẻ mà chửi lại những người mà cùng máu đỏ da vàng với mình, là những kẻ đó nói thật chứ cái gì à? Bản thân của nó, gia đình của nó, dòng họ của nó,
quê cha đức tổ của nó mà nó còn không trung thành thì nó trung thành với ai? Ừ? Người ta nói con chó vẫn là con chó suốt đời, không bao giờ được làm con người. Ta nói chó sủa suốt đời vẫn là chó, mà người sủa một tiếng à, đôi khi của nó cũng thành qua con chó, chó lên nó rất là dễ dàng. Thằng chột với cái thằng què này nè, hai thằng mày sủa cho nhiều, mày chu cho nhiều ha nha, mày sủa cho nhiều rồi mày tu cho nhiều, mày bản lãnh thì mày về đến nước Việt Nam, mày đừng có xúi những người dân á họ xuống đường. Những người mà ngu muội nè, đầu óc ngu muội, cái đầu tàu hũ không à, tôi chửi thẳng các vị luôn. Trước đây á, thì tôi đã khuyên can các vị rất nhiều, nhưng các vị không hề nghe. Tôi đã chia nói rõ ràng cái đường lối ha, tôi đã chửi rõ ràng là những cái thằng này nè, nó là suối, nó dám suối đó, nó giám đốc ở ở bên Mỹ mà, nhưng mà đồng thời nó dám suối mà nó không dám làm. Nếu nó dám làm nó đã làm rồi, nó đâu có suối người khác. Thằng bé đi Trương hả, mày bản lãnh á, mày với thằng Tân Thái về Việt Nam không cần pháp luật vào cuộc đâu, chỉ những người dân thôi. Tao tuyên bố thẳng á, nói thật với mày luôn, tao gặp mày á, nói thiệt với mày, cái mỏ mày nó còn bự hơn ra cái mặt của mày luôn. Rồi bắt đầu sau đó xong xuôi rồi á, tao giao cho cơ quan pháp luật họ xử mày. Thật á, chỉ cần những người dân thôi, chứ không cần mà cơ quan pháp luật á vào cuộc nữa, là mày xong phiên ha, tiễn vong mày lên một đoạn luôn. Bà mẹ này, bởi vì người ta nói á, hai con mắt á, người ta còn ngó hả, ngó đây mà nhìn nhìn á, xa trông rộng, mày có một con mắt à hả, mày ngó bởi vì có một bên một à, thứ khốn nạn. Bởi vì người ta nói cái thứ mà hả, lạc mồ lạc tổ coi như là trôi sông mọi chợ là mày, cái thằng mà trôi sông mọi rợ, thằng khốn nạn bè đi Trương ha, mày xúi con người ta vào con đường tội lỗi. Còn các vị ở trong nước cũng vậy nè ha, các vị khôn lên chút, các vị ăn cơm trắng cá tươi, các vị phải biết nhận thức được việc của mình làm hả. Một cái thằng chó chết, thằng chết bầm đó, nó làm được nó đã làm rồi, nó đâu có suối, nó đâu có suối mọi người mà đi xuống đường kiểu đó. Bây giờ ngày nào nó cũng thét cũng gào, ngày nào nó cũng tru ở trên cái mạng này hả, nó kêu các vị xuống đường đi, xuống đường đi. Ai cơm tù đây đó, áo số đó, vui lắm, vô tù vui lắm hay sao á. Đúng, vô tù á, tại vì các vị được đoàn tụ cái thứ nhất với anh em bạn bè, cái thứ nhì á, mình có áo số mặc nó hoài quá đó, đường đường chính chính có áo số mặc. Bình thường như tụi em không á, làm gì có được cái áo đó. Những kẻ thượng tôn pháp luật giống giống như tụi em thì không bao giờ có được cái áo số đó mặc cả. Chỉ có cái các anh chị xuống đường ha, các anh chị bản lãnh, các anh chị cứ làm. Còn tụi em bản lề không à, đó, tụi em bản lề chốt cửa kính lắm, cho nên tụi em không có dám làm những cái đó. Cho nên á, các chị cứ xuống đường ha, nhưng mà vô trong đó sướng lắm, cơm dưng tới miệng luôn, đâu có phải lo cơm áo gạo tiền đâu, ngày ba buổi đó, nước nôi đầy đủ ha, cơm nước đầy đủ. Ai bất mãn, ai chán đời, ai ai vua theo cái lũ chống cộng cực đoan, ai theo cái lũ phản động, ok, combo đầy đủ nguyên bộ, combo đầy đủ nguyên bộ luôn. Mà hình như em thấy hình như mấy thằng già này gần sắp xuống lỗ, thằng nào cũng vậy hết trơn, thằng nào nó cũng chu cũng chéo, nó không có làm được một cái gì cả, nó thừa biết bản thân nó không làm được cái gì cả. Còn cái thằng thông dâm nữa nha, rồi đây mày mày sẽ thấy cái cảnh mày với tao nha, cái thằng mắc dạy, cái thằng mày hả, giả dạng ha, giả dạng á, mượn áo cà sa của nhà Phật ha, mày hả, mượn đạo loạn đời, thằng khốn nạn, cái thằng thông lai này nè, hôm nay nó cũng vậy luôn, nó cũng ra lên nó điên loạn, nó gào nó thét à, bỏ học đi, bỏ học đi bà mẹ nó, cái lũ nào mà ngu mà nghe lời mấy thằng này á nha, nha, nghe lời nó mà bỏ học á, con mình nó dốt, chứ không phải mấy thằng đó nó dốt đâu đó, cứ nghe nó nha, nghe nó chu chéo mỗi ngày, nó kêu à bỏ học đi đồ này kia, sách giáo khoa như vậy đó đó, nó chu chéo mỗi ngày á, nó kêu nó gọi đó, rồi cứ bỏ học đi, con mình nó ngu chứ mấy thằng này nó đâu có ngu, mấy thằng này nó ngu á thì nó đã không
nó đã xuống đường rồi, tại nó khôn ngoan nên nó không dám xuống đường nữa, mới kêu gọi người khác. Nó xúi không à, tụi này nó dám xúi chứ nó đâu dám làm. Đường đường toàn là giám đốc không đó, mà đốc với xúi thôi, chứ không dám làm được một cái gì cả. Không mời được anh Mã Đáo lên cho anh Mã Đáo góp ý giùm em cái này. Anh Quốc Dũng lên không? Em mời anh Quốc Dũng. Có à. Đó, bây giờ nè, điển hình nè. Thằng Benny Trương. Trương Chột nè, Thái Què nè, ha. Rồi Cẩu Mực Tưng nè. Đó. Rồi Thông Dâm nè. Đó. Là những thằng là chuyên gia xuyên tạc bịa đặt, là xúi biểu con người ta vào đường tội lỗi không à. Anh Dũng cởi cởi lên mời đi, em mời lên. Cái lũ khốn nạn, cái lũ chó chết, cái lũ âm binh chi dị học dịch lộn mày. Người đó anh Dũng à, biết sao kỳ vậy? Cứ mời 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 Mã Đáo lên là bị rớt. Chào anh. Rồi chào chào Ngọc Loan cùng tất cả mọi người trên diễn đàn. Mình đang ngồi xe nó hơi tối nha. Nhìn mặt bơ phờ. Mệt rồi, đi tới thành phố Vinh rồi. À. Thì trước tiên cái tất cả thông mọi tin người mà trên diễn đàn. Anh Dũng à. Của, cái thông của, tin mà nói đi. Tụi Ba Que nó nói là các cha các em học sinh đồng loạt kỹ học vì vì cái bộ sách giáo khoa công nghệ á. Thật hư cái chuyện này là không có anh à. Cái chuyện này không hề có. Nhưng mà có là có lúc ở tháng 5. Tháng 5 là ở ngoài Nghệ An người ta có bất đồng ý kiến về vấn đề mà học phí của các cháu á, là có cho các cháu nghỉ học hồi tháng 5. Nhưng mà sau khi các cháu nhập học coi như là vô nghỉ hè vào năm học khai giảng, các cháu đi học bình thường không có cái vấn đề gì cả. Đó thì bây giờ ý anh sao, anh cho em xin có ý kiến. Chào chị Hoa Lan. Thì bây giờ chào tất cả mọi người. Vâng, chào tất cả mọi người trên diễn đàn của Ngọc Loan nha. Thật ra thì hồi nãy mình cũng có làm một cái like ngắn, mình nói rồi, đối với mình cái việc này á, bây giờ mình phải nói thẳng một câu thôi. Bây giờ ông bà nào, cô bác nào, anh chị em nào mà nghe lời của mấy cái thằng cô hồn các đảng nó xúi là cho con mình nghỉ học, thì cái hậu quả là ông bà gánh chịu thôi, đúng không? Dạ, yeah. Là lấy vấn đề là cái chỗ đó, là tôi nói bây giờ như vậy đi. Chẳng lẽ ông bà, cha mẹ có con, có cái mới lên lớp 1, lớp 2 gì đó, không? Bây giờ là muốn là nghe lời tụi nó để mà cho con cháu mình đi học. Bây giờ người ta dạy kiểu nào không có quan trọng, miễn sao người ta dạy con mình nên người nè, biết cái chữ Việt Nam nè, ok, biết được cái văn chữ của Việt Nam mình, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với người lớn, biết nhường nhịn trẻ nhỏ, biết hòa đồng với lại bạn bè là ok rồi. Còn cái chuyện người ta dạy kiểu nào, cái đó là cái chuyện của người ta, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ông bà muốn rằng là mình phải quản lý luôn cả bộ giáo dục à? Phải dạy theo ý của mấy ông bà mới được à? Tào lao. Rồi bây giờ ví dụ như nghe lời tụi nó xúi, thì bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ nó xúi rồi, mai mốt con ông bà không biết chữ, ăn ở không, đói khổ, rồi mấy cái thằng xúi nó có ra nó giúp không? Hả? Nó xúi con bà nghỉ học, nó giống y chang như là xúi đi biểu tình vậy đó. Ai không? Rồi. À, con ông bà khổ chứ ai khổ. Cho nên mình lớn rồi, mình làm cái gì làm mình phải biết suy nghĩ, đúng không? Cái nào đúng cái sai, người ta dạy con mình làm sao, kiểu gì cũng ok rồi.
Chừng nào có người ta dạy con ông bà, nghĩa là không biết tôn trọng người lớn, không biết nhường nhịn trẻ nhỏ, không biết hòa đồng với bạn bè, hoặc là dạy tiếng Campuchia, tiếng tàu lao, miếng lao gì đó, tiếng mọi, tiếng rợ gì đó, thì lúc đó mình lên tiếng. Có cái chuyện người ta dạy kiểu nào cắt của người ta, no care. Ok, mình cứ yên tâm, mình đi làm, mình chỉ phụ giúp với nhà trường, với các thầy cô để mà giáo dục con cái mình, để cho con cái mình trở thành một cái mầm non là có người tốt cho xã hội thôi, đúng không? Đó là cái chuyện là Dũng có ý kiến một chút xíu về cái chữ này thôi, chúng ta cũng không có nòi đào sâu vấn đề này nữa. À, bây giờ chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, đúng không? Lớn hết rồi, có con có cái phải biết cái nào đúng cái nào sai. Chẳng lẽ là bây giờ mấy ông mấy bà nói là với ông đội bà đòi quản lý luôn cả bộ giáo dục, quản lý luôn cách dạy học của cô giáo nữa. Vậy thôi thì đưa đến trường làm cái gì, ở nhà tự dạy đi, ai lỗ biết liền. Dạ, không quan trọng chuyện đó đâu, ai lỗ biết liền. À, con ông bà ngu chứ bộ con thì tôi ngu sao, xã hội thì sẽ ngu sao, đúng không? Cái đó là cái tương lai của chính bà con, của chính các con cháu của quý vị, chứ không phải là tương lai của ai cả. Nếu nó học được, ok, nó sẽ được nhờ. Nó không học thì nó không có được nhờ. Sau này nó khổ. Ráng chịu đúng thôi. Rồi. Vậy em hỏi anh nè. Lúc nào cũng kêu là muốn đất nước phát triển. Thấy không? Thì đồng thời đất nước phát triển thì con người chúng ta cũng phải phát triển. Học hành cũng phải phát triển. Muốn mình so với cái thế giới bên ngoài, muốn so với cái nước bạn, thì trước nhất là mình phải phát triển. Thì mình mới đồng bộ với người ta. Muốn phát triển thôi. Nhưng mà khi người ta phát triển á, người ta tiến bộ á, thì bắt đầu nhảy lên, dậm giật, nhảy lên la làng. Là bởi vì cái bọn ba que nó đã kích động rồi, sẵn cái dịp đó ai vua theo. Anh thấy chưa? Nó khổ cái chậu thì đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình có ý kiến thêm một chút nữa đi, để nhường cho má áo lên, hoặc anh chị em nào cũng lên góp ý. Bây giờ mình bắt qua cái chuyện học hành đi, xong rồi. À, ông nội má đáo mấy cái hình con heo là tôi độc quyền đó nha. Nha, heo là vợ tôi nha, ông dám lấy ra ông gắn mình hoài nha. Hàng đó hàng độc quyền của tôi á. Thì bây giờ nói tiếp với vấn đề thứ hai là mà em đang nói về vấn đề cái thằng thích tung lai. Giờ mình nói thẳng tên nó luôn, cái thằng này mình biết là ông lâu lắm rồi. À. Cái thằng ông kia chỉ thích đó là của Thích Ca không á. Thằng thông dân. Rồi, cái thằng thông lai đó. À, cái thằng khốn nạn này nè. Từ lâu rồi, từ mình biết nó từ hồi nó còn ở cái apartment kìa. Nó rất là nghèo. Nó từ ở Việt Nam nó sang bên đó. Nè, xong rồi nó đi vượt biên. À, xong rồi nó qua bên đó rồi nó lấy cái mác kinh Phật ra rồi nó thế này thế nọ. Ở xong khi mà nó qua bên đó nó mướn được cái ba mân, nó nghèo nó khổ, mà nó có một cái bệnh gọi là ung thư, nó có một cái bú não á, nó có cục bú trên đầu. Rồi ngày xưa nó đi vào cái ông thầy của nó để nó xin chữa bệnh. Ông thầy ông nói là nếu mà sau này con làm ác thì con không có tránh khỏi cái sự đau đớn đó. Rồi cuối cùng á, như em và tất cả mọi người thấy đó, nó đâu có chừa đâu, suốt ngày nó cứ lên nó nay nó bày cái trò này, nó bày cái trò kia. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị phải nên nhớ rằng nó xây quá nhiều chùa, cho nên người ta không gọi là chùa tầm nguyên, mà người ta gọi là hệ thống tầm nguyên. À, phải nói phải nhớ kỹ là hệ thống tầm nguyên, temple. Đó, tức là nó hệ thống, tức là nó tới 5 cái ngôi chùa hiện diện, và một số một cái làng, cái là gọi là làng A Di Đà đó, ở bên Mỹ. Đó, thì thành tự ra cho nên bây giờ nó cũng là chỉ vì tiền thôi quý vị, nó chỉ vì tiền thôi. Thứ nhất là nó dụ mấy ông bà già, thay vì đưa vô những cái nhà ICU thì không, thì đưa vô với cái chùa của nó để mà nằm ở trong đó, rồi nó đâu phải là cho người ta đâu. Giống như nó kinh doanh địa ốc vậy đó, tức là nó mua một cái miếng đất đó thật là rộng lớn, rồi bắt đầu nó cho thuê đất để mà, hoặc là nó bán đất để mà người ta kéo với cái mobile home vô đó. Chứ nó đâu có phải là nó tốt lành gì mà nó cho ai đâu. Cái gì? Anh nói cái nhà di động á, Khanh Bin Quan. À, đúng rồi. Nó kéo mấy cái nhà di động vô trong đó nó cho thuê thôi. Hoặc là nó bán đất cho mấy cái người ta mà ấy, rồi xong rồi lại thôi. À, chứ nó kinh doanh nó có lời thôi, chứ nó đâu phải là nó tốt lành gì đâu. Đó là một cái nữa. Cái thứ hai nữa đó
là bây giờ nó bị đặt, nó dở ra cái gì à? Hiệp định Paris 73 rồi đòi cái này đòi cái kia, nó lên nó thua rồi, nó cũng quyên tiền, nó cũng quyên tiền, quyên góp tiền của người ta, rồi bây giờ nó làm giống như cái thằng Đào Thục Quân á, là bắt đầu nó lại xin mấy ngàn chữ ký để nó gửi lên hạ nghị viện, nó thượng nghị viện cha gì của nó đó. Mà cái thằng khốn nạn này, tao nói thật sự, nó nói mà nói rồi nói ra là bức xúc à. Để bữa nào mình về Sài Gòn mình làm cái live mình lại tiếp tục mình chửi nó nữa. Mình chửi nó từ thời mà ở trên cái phao thoát rồi, chứ không phải là mình mới chửi nó đây đâu. Thấy không? Đó, mà cho nên nó là bây giờ nó lại tiếp tục nó lừa, cho nên bà con cô bác nào mình tin là từ cái trong trái tim mình tin những vị Phật, mình tin những ngôi chùa, mình tin những ông tăng, mình tin kinh Phật, phải không? Là mình tin những ông tăng, nhưng mà mình tin phải lựa theo tăng mà tin, chứ không phải ông nào mình cũng tin, đúng không? Tin mà tin tầm bậy người ta gọi là cuồng tín, chứ không phải là tin, phải không? Đức Phật không có dạy cho mình đi mà tranh giành tranh đấu gì cả. Đức Phật có biết, quý vị biết đó, xin lỗi mình không biết về Phật nhiều, nhờ mình nói một chút xíu. Đức Phật giàu lắm, cung tiền mỹ nữ mà còn bỏ đi nữa.